Mặc dù 2024 không phải năm bùng nổ của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng lại chứng kiến sự thăng hoa và tiến bộ vượt bậc của nhiều ngôi sao Hoa ngữ. Họ đã khiến cho khán giả ngỡ ngàng trước sự lột xác đầy ngoạn mục và còn mang đến những vai diễn vô cùng ấn tượng. Trong video này, hãy cùng Cbiz Film điểm lại danh sách 10 ngôi sao Hoa ngữ có sự nghiệp phát triển tốt nhất trong năm 2024 nhé! Hứa Khải. Nam diễn viên Hứa Khải bắt đầu nổi tiếng từ năm 2018, sau khi bộ phim Diên Hy Công Lược được phát sóng và gây bão khắp châu Á. Sau đó, anh tiếp tục nhận được sự yêu mến nồng nhiệt nhờ vai diễn Cố Yến Tranh trong phim Học viện Quân sự Liệt Hỏa. Tuy nhiên, ở các tác phẩm sau đó, nam diễn viên không cho thấy được sự đột phá về mặt diễn xuất. Những bộ phim của nam diễn viên thường nhận về các đánh giá tiêu cực và có điểm đu ben khá thấp. Nhưng kể từ cuối năm 2023 đầu năm 2024, sự nghiệp diễn xuất của Hứa Khải có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi bộ phim Lạc Du Nguyên đóng cùng Cảnh Điềm và phim Kỳ Kim Chiêu, Tiên Kiếm 6 được phát sóng. Kể từ đây, danh tiếng những bộ phim do Hứa Khải đóng chính bắt đầu có sự thay đổi. Cả ba bộ phim truyền hình mà anh tham gia trong năm 2024 không chỉ tiếp tục nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn nhận được phản hồi tốt từ thị trường nước ngoài. Đặc biệt, sự thành công của bộ phim Thừa Hoan Ký đóng với Dương Tử và phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao Trời đóng cùng Đàm Tùng Vận đã có ảnh hưởng vô cùng lớn đối sự nghiệp của Hứa Khải. Khán giả bắt đầu công nhận Hứa Khải là một ngôi sao thật sự biết diễn xuất, vực dậy niềm tin của họ đối với các bộ phim mà anh tham gia. Có thể nói năm 2024, Hứa Khải đã có bước đột phá lớn trong sự nghiệp sau nhiều năm tham gia diễn xuất. Ngô Cẩn Ngôn. Thành danh sau bộ phim Diên Hy Công Lược nổi tiếng đình đám, trong khi nhiều người nghĩ rằng sự nghiệp diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn sẽ một đường thăng tiến. Thì thực tế, sau Diên Hy Công Lược, những dự án mà Ngô Cẩn Ngôn tham gia đều có thành tích bết bát, thậm chí là thất bại vô cùng thê thảm. Nguyên nhân một phần chính là vì diễn xuất quá tệ hại của nữ diễn viên tại thời điểm đó. Bẵng đi một thời gian, mùa hè năm 2024, Ngô Cẩn Ngôn quay lại màn ảnh Hoa ngữ với dự án Mặc Vũ Vân Gian. Tuy nhiên, dự án này lại chẳng được kỳ vọng gì nhiều và cũng không có mấy người tin rằng cô có thể làm nên chuyện. Thế nhưng, Mặc Vũ Vân Gian không chỉ trở thành hắc mã, đủ sức cạnh tranh với câu chuyện Hoa hồng của Lưu Diệc Phi, mà diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn cũng khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, Ngô Cẩn Ngôn đã ở ẩn một thời gian để đi học lại về diễn xuất, sau đó trở lại và quay Mặc Vũ Vân Gian. Để sau đó, khán giả như thấy được rằng nữ diễn viên như được thay da đổi thịt khi có diễn xuất ổn áp, xử lý được những cảnh cao trào, còn tạo được chemistry bùng nổ với bạn diễn Vương Tinh Việt, ai mà ngờ được Ngô Cẩn Ngôn có thể thay đổi lớn đến như vậy chứ. Gần đây, bộ phim Xuân Hoa Diễm do Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã được lên sóng, tuy không tạo ra được hiệu ứng phát sóng tốt như Mặc Vũ Vân Gian, nhưng nội dung phim cùng như diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn cũng đã nhận được nhiều nhận xét tích cực. Lâm Canh Tân. Sau thời gian dài sự nghiệp bị chững lại sau bộ phim Sở Kiều Truyện, năm 2024, Lâm Canh Tân liên tục ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ bằng hai vai diễn thành công liên tiếp, với vai diễn Hành Chỉ trong Giữ Phượng Hành và vai Phương Hiệp Văn trong câu chuyện Hoa Hồng. Dù bị gọi là phim ngôn tình tuổi trung niên, nhưng Giữ Phượng Hành vẫn mau chóng lên top vì màn tương tác quá ngọt ngào giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim đã giúp nam diễn viên vượt qua giai đoạn đen tối nhất, chứng minh sự nghiệp bền bỉ của bản thân, mở ra cho anh nhiều cơ hội mới trong tương lai. Sau đó, vai diễn Phương Hiệp Văn của Lâm Canh Tân trong phim cũng nhận được nhiều lời khen nhờ lối diễn xuất tinh tế. Phương Hiệp Văn là mẫu nhân vật ban đầu dễ thương, về sau dễ ghét khiến người xem ức chế và tức giận, Lâm Canh Tân đã hóa thân hoàn hảo thành nhân vật này. Không chỉ sự nghiệp diễn xuất thăng hoa mà con đường học vấn của anh cũng rộng mở. Khi nam diễn viên đã xuất sắc thi đậu nghiên cứu sinh tiến sĩ, chuyên ngành sáng tạo biểu diễn phim ảnh và kịch của Học viện Hí kịch Thượng Hải. Có thể nói, năm 2024 chính là một năm viên mãn đối với cả sự nghiệp và con đường học hành của nam diễn viên. Vương Tinh Việt. Vương Tinh Việt sinh năm 2002, thi đỗ khoa biểu diễn Học viện Hí kịch Trung ương từ năm 15 tuổi. Anh chàng bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 17 tuổi và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng trong 5 năm làm nghề. Vương Tinh Việt đã có cho mình một loạt vai diễn được khán giả nhớ mặt đặt tên như vai Lưu Tử Hành trong Châu Sinh Như Cố, vai Trương Già trong Ninh An Như Mộng, vai Mạnh Hiểu Đông trong phim Giữa Cơn Bão Tuyết. Về ngoại hình, Vương Tinh Việt được đánh giá có nét trưởng thành, rắn giỏi, nam tính, đặc biệt nổi bật so với các nam diễn viên đồng trang lứa. Mùa hè năm 2024, Vương Tinh Việt một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất ấn tượng của mình với vai nam chính trong phim Mặc Vũ Vân Gian đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn. Trong phim Mặc Vũ Vân Gian, Vương Tinh Việt vào vai Túc Quốc Công Tiêu Hoành, một gã điên với nhiều trạng thái cảm xúc phức tạp. Dù vậy, nam diễn viên trẻ vẫn xuất sắc thể hiện trọn vẹn và tinh tế từng chuyển biến của nhân vật. Theo Sohu, từ khi phim phát sóng, trang Weibo của nam diễn viên trẻ nhanh chóng tăng 510.000 người theo dõi trong 7 ngày. Bên cạnh đó,
Dù chênh lệch tuổi tác với đàn chị hơn 10 tuổi, nhưng nam diễn viên trẻ vẫn có thể tạo ra cảm giác couple vô cùng tự nhiên và bùng nổ. Sự thành công vang dội của Mạc Vũ Vân Gian giúp cho sự nghiệp của Vương Tinh Việt phát triển vượt bậc, anh được xếp vào nhóm tiểu sinh đợi bạo nổi trội nhất hiện nay. Tân Chỉ Lôi. Gia quý phi Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986, nổi tiếng với nhan sắc kiêu sa, sang trọng từ khi còn là sinh viên của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nữ diễn viên còn được biết đến với danh hiệu Song Hye Kyo của Trung Quốc nhờ đôi môi hờn dỗi đầy gợi cảm. Nếu nữ thần xứ Hàn được biết đến với phong cách nữ tính, dịu dàng thì Tân Chỉ Lôi lại nóng bỏng hơn. Tân Chỉ Lôi vốn đã được khen ngợi về diễn xuất từ thời điểm đóng Như Ý Chuyện. Tuy nhiên, thời điểm đó, Tân Chỉ Lôi vẫn chưa được coi là một diễn viên có diễn xuất xuất sắc. Chỉ đến khi cô tham gia bộ phim Phồn Hoa của Vương Gia Vệ, đông đảo công chúng mới thật sự công nhận khả năng diễn xuất của cô. Quá trình quay phim Phồn Hoa đã cho Tân Chỉ Lôi những trải nghiệm khác biệt, cô phải đi học khiêu vũ suốt 2 năm để có dáng đi thật uyển chuyển và quyến rũ. Thêm cả sự chỉ dẫn của đạo diễn nổi tiếng, nữ diễn viên đã khiến khán giả phải trầm trồ trước sự tiến bộ của cô, đặc biệt là cách thể hiện tâm lý nhân vật. Đối với Tân Chỉ Lôi, đóng Phồn Hoa chính là một trải nghiệm khó quên nhất. Sau Phồn Hoa, sự nghiệp diễn xuất và cả tài nguyên thời trang của Tân Chỉ Lôi đều thăng tiến vượt bậc, những dự án phim ảnh và đại ngôn chất lượng tìm đến nữ diễn viên ngày càng nhiều. Cúc Tịnh Y. Trong tất cả những diễn viên mà chúng mình nhắc đến trong video này, diễn xuất của Cúc Tịnh Y có lẽ vẫn không thể nào so sánh được với họ. Nhưng sự thăng tiến của Cúc Tịnh Y có thể được đánh giá qua sự thay đổi trong việc quy hoạch con đường phát triển của cô sau khi rời khỏi công ty cũ. Có thể thấy, sự nghiệp của Cúc Tịnh Y có nhiều bước tiến mới sau khi rời công ty giải trí Shiba, con đường thời trang và diễn xuất cũng thăng hạng vượt bậc. Sau khi được tự do hoạt động, Cúc Tịnh Y mở phòng làm việc cá nhân, độ hot của cô cũng tăng lên đáng kể. Cộng đồng mạng xứ Trung nhận xét, bất kể là danh tiếng hay số lượng người hâm mộ của Cúc Tịnh Y đều đang tăng trưởng nhanh chóng, không kém gì các ngôi sao tên tuổi như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử hay Bạch Lộc. Về phim diện thời trang, cô nàng nhận nhiều lời khen khi xuất hiện trên tạp chí thời trang danh tiếng Wonderland. Đây là trang bìa tạp chí danh tiếng đầu tiên sau hơn 10 năm vào nghề của nữ diễn viên. Nữ chính Hoa Gian Lệnh còn được nhiều thương hiệu thời trang cao cấp săn đón. Tháng 9 vừa rồi, Cúc Tịnh Y khiến cư dân mạng há hốc kinh ngạc khi nhận lời mời tham dự tuần lễ thời trang tại Paris. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự sự kiện thời trang mang tính tầm cỡ quốc tế. Về con đường phim ảnh, sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió sau thành công của dự án Hoa Gian Lệnh. Cô được khán giả nhận xét là có nhiều tiến bộ trong diễn xuất, khéo léo khắc họa cả hai nhân vật phản diện Thượng Quan Chỉ và nữ chính hiền lành Dương Thải Vi. Cũng chính nhờ tác phẩm này, Cúc Tịnh Y thoát mác bình hoa di động, được các nhà sản xuất phim săn đón. Hồ Ca. Không phải diễn xuất của Hồ Ca không tốt mà có nhiều khán giả từng cảm thấy anh bị thổi phồng năng lực quá mức. Đặc biệt là khi so sánh với Cận Đông và Vương Khải thì anh có phần hơi lép vế hơn khi cùng đóng chung phim Kẻ Ngụy Trang. Năm 2024, Hồ Ca trở lại ấn tượng với vai chính A Bảo trong phim truyền hình Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Nhân vật A Bảo là một chàng trai xuất thân trong gia đình tư bản, nhưng phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. A Bảo cũng có những mối quan hệ lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu với Uông Tiểu Thư, Linh Tử và Lý Lý, nhưng cuối cùng không đến với ai. Có thể nói, hình ảnh những chàng trai đẹp nhưng có kết thúc buồn trên màn ảnh đã trở thành thương hiệu của Hồ Ca. Dù vậy, các tác phẩm của anh không mang đến cảm giác bi đát, mà ngược lại, luôn có điều gì đó vấn vương, nuối tiếc, đáng chờ đợi và hy vọng vào tương lai. Việc hợp tác với Vương Gia Vệ trong Phồn Hoa đã khiến Hồ Ca có thể đột phá bản thân và tạo ra một vai diễn khó quên giúp anh một lần nữa trở thành thị đế Bạch Ngọc Lan. Ngoài ra, Hồ Ca còn được đề cử giải Phi Thiên bằng vai diễn A Bảo trong Phồn Hoa, đáng tiếc anh không phải là người chiến thắng cuối cùng. Đường Yên. Đường Yên vốn mang danh bình hoa di động suốt nhiều năm liền và không ít lần nằm trong top những ngôi sao có diễn xuất tệ nhất của showbiz. Không ít người nghi ngờ rằng Đường Yên sẽ tiếp tục là bình hoa trong Phồn Hoa, thậm chí còn nghĩ cô sẽ kéo chân những diễn viên khác. Nhưng cũng như tất cả những ngôi sao khác hợp tác với Vương Gia Vệ, qua bàn tay của vị đạo diễn tài năng và nghiêm khắc này, diễn xuất của Đường Yên thật sự đã có rất nhiều thay đổi, từ một bình hoa di động cô nàng đã trở thành diễn viên tài sắc vẹn toàn. Sau thành công của Phồn Hoa, sự nghiệp của Đường Yên một lần nữa lại nở rộ như hoa mùa xuân, nhiều cơ hội sự nghiệp mới được mở ra cho Đường Yên. Cô xuất hiện trở lại trang bìa của các tạp chí danh tiếng và sự kiện lớn, lịch làm việc cũng xếp kín. Không chỉ vậy, vai diễn Uông Tiểu Thư trong Phồn Hoa còn giúp Đường Yên nhận được hai lần đề cử nữ chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan và giải Phi Thiên trong năm nay. Đúng là chỉ cần cố gắng và kiên trì, mọi thứ đều có thể thay đổi được. Vương Nhất Bác. Là người dẫn đầu các sao nam trẻ thế hệ sau 95 của showbiz, Vương Nhất Bác ở thời điểm hiện tại có thể xem là danh xứng với thực khi có cả lưu lượng, tài nguyên,
diễn xuất và giải thưởng trong tay. Thời gian đầu khi mới lấn sân sang diễn xuất, Vương Nhất Bác nhận nhiều về bình luận tiêu cực của công chúng vì biểu cảm hạn chế, vừa đơ vừa gượng gạo. Loạt vai diễn của nam diễn viên đều bị đem ra chế nhạo vì quá tệ. Tuy nhiên hiện tại, Vương Nhất Bác đã chứng minh sự tiến bộ cũng như nỗ lực vượt bậc đối với việc diễn xuất. Đầu năm 2024, Vương Nhất Bác khiến khán giả phải thay đổi cách nhìn đối với anh nhờ vào vai diễn Ngụy Nhược Lai đầy ấn tượng trong bộ phim Dân Quốc Truy Phong Giả. Nhân vật Ngụy Nhược Lai cũng trở thành cái tên hot nhất màn ảnh Hoa Ngữ quý 1 năm 2024. Cuối tháng 10 vừa qua, Vương Nhất Bác được đề cử ảnh đế, tức nam chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Kê nhờ vai diễn Trần Thước trong phim điện ảnh Nhiệt Liệt lên sóng vào hè năm 2023. Bộ phim Nhiệt Liệt kể về câu chuyện của Trần Thước, một thanh niên đam mê với những nhảy hip hop nhưng bị cuộc sống khó khăn ghì chân. Dù vậy, anh vẫn vừa mưu sinh vừa nuôi dưỡng ước mơ lớn của đời mình. Tình cờ Trần Thước gặp được Đinh Lôi, một huấn luyện viên dạy nhảy lão làng. Từ đó, cả hai cùng nhau đối mặt với khó khăn, hiện thực cuộc sống đầy thử thách để chạm tới ước mơ tuổi trẻ. Vương Nhất Bác là diễn viên trẻ hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất trong lứa các tiểu sinh sau 95, lọt vào danh sách đề cử của giải Kim Kê lần này. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ghi danh vào giải thưởng Kim Kê. Trước đó, vào năm 2023, Vương Nhất Bác đã từng được đề cử nam phụ xuất sắc nhất với vai diễn Diệp Tiên Sinh trong phim điện ảnh Vô Danh. Triệu Lệ Dĩnh. Sự thăng tiến địa vị trong giới giải trí của Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2024 đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Đầu năm nay, vai diễn mang tính đột phá của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim điện ảnh Điều Thứ 20 đã giúp cô có được giải Bách Hoa cho hạng mục nữ phụ xuất sắc nhất. Sau đó, khi bộ phim Giữ Phượng Hành được lên sóng, cái tên Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa oanh tạc khắp các mặt trận truyền thông, một lần nữa khẳng định danh xưng nữ hoàng rating dòng phim cổ trang của cô trong nhiều năm qua. Đến nửa cuối năm 2024, sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh lại có bước thăng tiến lên một tầm cao mới. Nữ diễn viên đã giành được cú đúp giải thưởng nữ chính phim truyền hình xuất sắc nhất, trở thành thị hậu Kim Ưng và thị hậu Phi Thiên, chinh phục thành công 2/3 giải thưởng truyền hình danh giá nhất Trung Quốc chỉ với vai diễn Hứa Bán Hạ trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Chỉ trong vòng nửa năm, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh được năng lực của bản thân ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Bước tiến này khó ai bì kịp được. Không chỉ được giới chuyên môn và công chúng chứng nhận, Triệu Lệ Dĩnh còn đang là gương mặt được các nhà sản xuất phim tin tưởng và săn đón nhất. Những thành công này đã đưa Triệu Lệ Dĩnh lên đến đỉnh cao và khán giả cũng rất chờ đợi các tác phẩm tiếp theo của cô. Bạn ấn tượng với những thăng tiến trong sự nghiệp của ngôi sao nào nhiều nhất? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng mình dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!